Mình chào anh em nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục về thêm một đôi 4726A cực kỳ mới tuyển chọn đây. Em nhu cầu đầu tư mua sắm thì liên hệ bên em nhá. Đấy, anh em nhìn đôi 4726A này, quá mới luôn. Nó là thương hiệu JB đặc biệt 4726A thì đánh trở kháng 4 ôm. Nhưng 4726X thì đánh trở kháng 8 ôm. Nên 4726A thì đánh trong nhà có thể còn hay hơn cả 4726X anh em nhá. Đây là cái độ mềm mại sâu lắng của nó. Cái đây là một cặp loa tuyển chọn vừa cập đến bên trung tâm Miu. Hàng quá tuyển luôn. Em nhu cầu đầu tư mua sắm thì liên hệ bên em. Đặc biệt ngày hôm nay thì Miu về thêm một mã đẩy công suất cực khủng của thương hiệu GLS. Mang mã số TD1800. Anh em nhìn con máy này nó đầu gấu chưa? Quá chất lượng luôn. Đài này sẽ dành cho anh em chơi full đôi súp kép. Sự kiện hoặc gia đình chơi những đôi khủng long bạo chúa này. Giá thanh của nó thì cũng khá hợp lý để cân đối cho anh em. Xin thông báo với anh em là con đẩy này thì được đánh giá là một trong con đẩy khủng nhất Việt Nam tại thời điểm này. Khủng. Để anh em chơi sự kiện. Đối với súp kép thì có thể đánh những côn bát 2 bát 50, côn 125. Còn full đôi thì giã tất cả các loại loa từ bát 2 bát 30, 40, 50 kép là đều ok. Thương hiệu đỉnh cao nhé. TD 1800, công suất khởi động 8 ohm của nó là 1800W, còn 4 ohm của nó ra 2500W anh em nhé. Ok, còn phía trong anh em nhìn thấy một đôi loa huyền thoại.